Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một series hoàn toàn mới. Series này mang tên là Mocristo, là con muỗi anh em ơi. Chúng ta sẽ lập con muỗi và đi hút máu loài người. Rồi, đây là con muỗi này và chúng ta sẽ tiến hóa nhá. Mình sẽ kiếm chỗ nào là da thịt là mình sẽ... Đấy, đúng rồi. Hút được rất nhiều. Ui, phải né ra anh em ạ, nó dùng cái vỉ đập ruồi. Quảng cáo xuất hiện anh em ơi. Phải chấp nhận thôi, chúng ta cũng không làm gì khác được cái quảng cáo này. Nhưng mà làm sao mà tắt được cái quảng cáo này? Đây, tắt được mà. Như vậy là mình đã đốt xong rồi anh em ơi. Ui, đầy luôn cả cái bụng máu này. Ok, no thanks. Và khi mà đủ cái dạng ra sẽ có thể tiến hóa lên được nha anh em. Khá là hay nha. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục là hút máu con này nha anh em. Wow, mình sẽ hút vào cổ đây. Đây. Hay mình nhằm vào mông á. Tôi nhằm vào mông rồi mình hút anh em ạ. Nó mới dị. Đây. Gần mông anh em ơi. Đó. Tí bị cái tay đập vào chúng anh em ạ. Oh my god. Vấn đề là nó hơi nhiều quảng cáo thôi anh em. Cái gì? Napass rút tiền tự động á? Game này ảo à? Game này chắc là lừa. Làm gì có Zalo nào ở đây? Perfect. Good. Đấy. Nhờn. Hút đến chết đấy thôi anh em ạ. Và chúng ta sẽ có một loài muỗi mới á. Ok. Wow. Muỗi gì nhỉ? Muỗi Spider-Man à? Hay muỗi gì đây? Muỗi mèo ninja này. Chém perfect hết tất cả. Thì ôi đây là kiểu chém âm nhạc anh em ạ. Game này thì mình không chơi được. Dĩ nhiên game này mình không chơi được. Tại vì lý do là sao? Tại vì là nó sẽ vi phạm bản quyền. Không chơi được game này. Khá đen. Ok, rồi ta sẽ tắt cái đi nha. Blaze Master. Ui, ra có con muỗi mới này. Xịn sò đấy anh em ơi. Nhưng mà phải xem xong cái quảng cáo đã. Skip AD. Fishdom. Ăn cả lớn nuốt cả bé thì phải Kraken à. Ui, đấy chưa? Chỗ này có mũi đỏ rồi anh em ơi. Và các bạn là nó sẽ có chìa khóa ha. Ô. À lấy rồi. Hút luôn vào đầu của ông già, ông bị chọc ạ. Grit luôn. Hút quá là cái là nó bắt mình xem quảng cáo luôn anh em ạ. Khá là dị. Giả lập làm con muỗi. Chứ giờ chơi cái tựa game nó bựa bựa như thế này à. Rồi. Excellent. Xong. Rồi, chúng ta lại có một bụng máu. Đây tiếp theo ra thiên hóa anh con gì đây thì mình cũng không để ý lắm. Không rõ là con gì. À. Chúng ta sẽ đốt vào đâu đây? Đốt vào dưới này được không? Vãi nồi. Chúng ta có thể đến được cả con gì kìa. Ảo ma. À, chị xa thay em anh ơi. Thay em chị ơi. Ôi, tại sao tôi vẫn phải ấy này? Đốt. Chắc là nhiều anh em sẽ thích. Good. Ui. Đốt vào chân đi. Xong. Đốt xong bị ấy luôn anh em ạ. Bị gọi là gì nhỉ? Sốt rét luôn. Ui. Tại sao có thêm con muỗi mới kìa? Bedroom. Bonus level. Nhưng mà mình muốn chơi cái màn này thì phải xem quảng cáo. Không chơi được một cách bình thường nhỉ? Yeah.
khá là bựa. Rất là bựa luôn. Rồi, cho tắt đi nhé. Đó. Ôi, cô gái đang tắm kìa anh em. Bây giờ làm nào để bay vào đây được? Đó. Đốt luôn vào bụng anh em ơi. Không biết là dính vào nước thì tôi có sao. Chúng ta sẽ đốt vào đầu tiếp đây anh em. Rồi, đốt vào đây đi. Đốt vào chỗ bụng này thì quá tuyệt vời luôn. Ồ, tôi tư tưởng là đốt vừa phải sẽ không bị xem quảng cáo nhưng mà vẫn phải xem anh em ạ. Kiểu gì thì kiểu vẫn phải xem. Cũng không thể nào mà tránh đi đâu được. Lú luôn, bó tay luôn. Ồ, nice. Phát vào bụng nữa. À, như thế này này. Ây, né. Đây rồi, xong phim. Chúng ta có một con muỗi mới anh em ạ. Wow, muỗi như kiểu là ong ấy. Thế phía sau nó có vằn 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 các kiểu kìa. Nói chung khá là dị à. Ta sẽ thử con này nhá. Thử con này xem nó như thế nào. Ok. Xong chưa? Chưa xong. Cái này phải xem quảng cáo. Ui, game gì đấy? Game gì sao có cả rồng đấy? Murder Story á. Chưa chơi này bao giờ cả. Trò này thì đúng là bó tay. Chưa chơi bao giờ luôn. Mà cũng kệ luôn. Không quan tâm đến cái trò này luôn. Ok. Sao ra cái gì này? Giờ tận hai quảng cáo luôn. Đấy, giờ sẽ có mũi mới á. À, tôi có mũi mới mà. Mình chắc chắn mình có mũi mới luôn. Special chưa? Đấy. Mũi ong này lúc ấy mình không thèm chọn luôn anh em ạ. Đấy chưa? Đấy, tiếp tục đốt nào. Nhằm mông mà đốt thôi. Đây. Mình có đốt xuyên quần được không nhỉ? Không được anh em ạ. Ở đây có cái vết rách này. Vẫn đốt được. Chỗ này không đốt được anh em ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang phía mặt trước đây. Đây. Ui, chạy. Vẫn là xem quảng cáo. Cái game gì đấy? Tặng tiền cho người yêu ở Jutsu Prank. Tết mông. Tiếc lấy thêm tiền khá dị à. Game gì vậy? Game này chịu. Cho sao hút được rồi, hút được máu rồi. Grit thôi, không được perfect. Né. Chứ chỉ cần việc né thôi mà. Nhiệm vụ đơn giản. Nó có máy chơi game này. Điện tử băng kìa. Ok, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.